Xin chào anh chị em đã tới với chương trình ngày hôm nay về chủ đề rất là hấp dẫn. Có một số bạn yêu cầu mình làm, đó là cách làm giàu ở Mỹ. Với 5 phút mỗi ngày, Qdu sẽ chia sẻ kiến thức để cùng nhau vươn tầm business Việt. Hãy đơn giản rút tỉa cách phát triển cá nhân rất hữu ích. Welcome to chương trình 5 phút mỗi ngày với Qdu tại USA. Tại vì thật ra mình cũng ở Mỹ mấy chục năm rồi, và đặc biệt là cái cách làm giàu ở Mỹ bây giờ đang nổi lên rất là thịnh. Không phải cũng thời gian này đâu mà cũng đã vài năm rồi. Đó là bán hàng trên sàn điện tử, đó là marketplace, chẳng hạn như Amazon, eBay, Walmart. Cá nhân của mình thì có rất là nhiều kinh nghiệm trong cái mảng này, và hôm nay muốn rút tỉa ra các bài học xương máu để mà cùng chia sẻ với anh chị em ngày hôm nay. Thì mình chỉ có 3 điều xương máu rút ra thôi. Và ai sẽ là cái người nên lắng nghe cái tập ngày hôm nay? Thì đây là những người mà đã, đang và sẽ tính bán hàng trên Amazon hoặc là các sàn điện tử. 3 điều mà mình lược ra ngày hôm nay cũng có thể áp dụng được cho các bạn. Và cái quyền lợi mà các bạn sẽ mang về được sau cái buổi nghe ngày hôm nay, đó là hy vọng bạn sẽ không thuộc vào cái số người bị tử nạn trong cái việc muốn bán hàng trên mạng, đặc biệt là trong cái sàn điện tử. Ít nhất là cũng tránh mất bị vốn hoặc là mất thời gian. Đó, ít nhất là như vậy. Cho nên chỉ cần vài phút thôi thì các bạn có thể đem 3 cái điều này và áp dụng lại và suy gẫm trở lại coi có hợp lý với mình hay không. Thật ra 3 cái điều này là có thể là các bạn đã nghe trên internet rồi, nhưng đối với cá nhân của mình nó rất là quý, bởi vì nó xương máu, nó thực tế. Mình đã làm thực chiến ở Mỹ nhiều năm trong cái ngành này và rút tỉa ra được, cụ thể là trên sàn Amazon. Còn nếu các bạn nào ở nước khác hay Việt Nam trên Shopee hay là các sàn Lazada này kia thì tôi nghĩ cũng có thể áp dụng được, nhưng cân nhắc và chọn lọc. Thì sự thật rằng cho những bạn chưa biết Qdu là ai và tại sao có cái câu chuyện làm giàu ở nước Mỹ, đặc biệt trong sàn điện tử Amazon, thì ngày hôm nay mình cũng muốn chia sẻ luôn. Đó là tuy là bây giờ mình không còn có trực tiếp bán hàng trên Amazon nữa, nhưng rất là nhiều khách hàng của mình vẫn còn tiếp tục bán hàng trên Amazon, bởi vì mình vẫn còn cung cấp hàng sỉ thương hiệu Made in USA. Thì có nhiều bạn thì bán offline, nhưng có nhiều bạn bán online, thì trong đó chắc chắn là sẽ có những bạn bán trên Amazon. Cho nên mình vẫn tiếp tục liên lạc và tương tác thường xuyên để nắm bắt được cái khó khăn và cái nỗi khổ của các bạn. Trong quá khứ, cá nhân của mình, trong team của mình, một số anh em người Việt đã từng bán số lượng rất là khủng, mà tôi nghĩ rằng người Việt Nam trên nước Mỹ cũng chưa chắc là ai có thể bán số lượng như những anh em trong team cũ hồi xưa của mình. Cho tới giờ phút này hơn 2.000 đơn hàng mỗi ngày, cái không phải 20, không phải 200 mà 2.000 đơn hàng mỗi ngày, mà phải nói là tới mấy chục ngàn cái review 5 sao rồi, và đã tồn tại qua rất là nhiều năm rồi. Thì tôi nghĩ rằng cái kinh nghiệm của tôi có thể truyền đạt lại cho anh chị em ngày hôm nay có một chút giá trị gì đó, là thực chiến thật. Ok. Và ngay tới ngày hôm nay, tôi thấy rằng người Việt Nam mình cũng có rất là nhiều anh chị em bán hàng trên eBay, Walmart rất là thành công. Nhưng cũng giống như tất cả những câu chuyện khác, có một người thành công thì sẽ có 9 người khác bị thất bại. Và tôi mong muốn ngày hôm nay các bạn sau khi nghe tôi chia sẻ sẽ không thuộc về cái số 9 người đó. Ok. Rồi, thì bây giờ 3 cái giá trị mà mình muốn mang lại cho các bạn ngày hôm nay đó là gì? Thứ nhất, đó là cái việc không tìm hiểu luật chơi của sàn. Cái này nghe rất là đơn giản, nhưng mà sự thật rằng là những cái gì đơn giản lại là những cái mà mình không để ý tới. Thậm chí những cầu thủ chuyên nghiệp, mình nói câu chuyện bóng đá đi, có nhiều cầu thủ chuyên nghiệp mà nhiều lúc đá ra sân hay là phạm lỗi những cái mà cực kỳ căn bản luôn, mà cần phải huấn luyện viên nhắc nhở mình. Cái này là cái cực kỳ quan trọng với cái sàn Amazon, bởi vì Amazon nó không có coi trọng người bán đâu, nó chỉ có coi trọng khách hàng mà thôi. Chẳng hạn đi, bạn ship trễ hoặc là bạn không có hàng mà bạn nói là bạn có hàng, thì rõ ràng cái đó là một cái trải nghiệm rất là xấu đối với khách hàng của họ, và họ sẽ không thương tiếc, thẳng tay shut down, đóng cái tài khoản của bạn. Chính vì vậy, trước khi bạn vào làm Amazon hoặc đang làm, ngay cả bản thân tôi có nhiều lúc với tôi trong quá khứ, tôi cũng
làm mà tôi không để ý cái luật của nó, đến lúc vi phạm rồi, đến lúc mà nó cho đèn vàng, đèn đỏ, và có những lúc nó suspend, là coi như là nó bắt treo mình cái tài khoản, không cho mình bán luôn, mà mình mới biết ra ồ, những cái này mình thật sự mình không chơi đúng luật chơi. Cho nên cực kỳ quan trọng, thà bỏ ra một chút thời gian các bạn học luật chơi và làm tốt, còn hơn là sau này tiền vốn hàng hóa đổ vào trong đó mà mình lại không nắm rõ thì chắc chắn nó sẽ shut down cái account của mình. Các bạn nào có cái câu hỏi nào thì cứ comment phía dưới hoặc là nhắn hỏi mình trực tiếp, mình sẽ có thể giải thích thêm một cái số luật chơi nào đó mà các bạn chưa biết tới. Vì thời lượng có hạn, xin mời anh chị em theo dõi phần kế tiếp vào lần sau.